chào mừng các bạn quay trở lại với bài học thứ ba hôm nay tôi muốn giới thiệu về một mô hình nến quan trọng trong phân tích kỹ thuật tài chính đó là mô hình nến cây búa hay còn gọi là hem mở đây là một mô hình có thể cung cấp cho chúng ta những tín hiệu quan trọng về sự đảo chiều của xu hướng giá hãy cùng tìm hiểu về nó nhé đặc điểm của mô hình nến cây búa mô hình nến cây búa có dáng hình giống như một cây búa với thân nến nhỏ và tim dưới rất dài điều quan trọng là thân nến nằm ở phần trên của biểu đồ và bóng dưới phải dài. Điều này thể hiện rằng trong phiên giao dịch, giá đã giảm sâu dưới mức mở cửa, nhưng sau đó đã tăng trở lại và đóng cửa gần mức mở cửa, nhờ tác dụng của lực cầu mạnh mẽ bên mua tạo ra. Nghe qua chúng ta thấy nó rất giống mô hình hàng in man mà tôi đã giới thiệu ở bài trước đúng không? Tôi không nhầm đâu, sau đây các bạn sẽ thấy sự trái ngược hoàn toàn. Nếu là một cây nến với thân nến màu xanh, sẽ có tín hiệu mạnh mẽ hơn là một cây nến có thân màu đỏ điều này rất dễ hiểu vì đây là mô hình cho tín hiệu đảo chiều ở cuối một chu kỳ giảm giá vì vậy thân nến màu xanh có nghĩa là giá đóng cửa của phiên giao dịch đã vượt qua mức giá mở cửa cũng có nghĩa là lực cầu đã vượt qua lực cung như vậy tín hiệu tăng trưởng của giá cả càng thể hiện rõ ràng hơn các dấu hiệu để xác nhận mô hình như sau mô hình phải xuất hiện ở một chu kỳ giảm giá ba cây nến đứng trước he mở là những cây nến có quan hệ giảm giá. Các bạn hãy nhìn vào hình minh họa để biết thế nào là quan hệ tăng và giảm giá giữa các cây nến nhé. Ngoài ra cây nến phía sau hammer cần phải là một cây nến xanh, với mức giá đóng cửa cao hơn mức đóng cửa của cây nến hammer. Cũng như ở trên, dấu hiệu này cho thấy lực cầu tăng mạnh, dấu hiệu khả quan của thị trường rõ ràng hơn. Tâm lý thị trường phía sau mô hình này là gì? Các bạn còn nhớ giai đoạn đã xác nhận ở mô hình trước chứ? sau khi nến xác nhận hình thành tâm lý các nhà đầu tư đi vào tình trạng hỗn loạn và bắt đầu bán tháo để cắt lỗ hoặc vẫn còn nhiều nhà đầu tư vẫn đang ở vị thế vẫn còn lợi nhuận họ sẽ chấp nhận một mức lợi nhuận thấp hơn để tránh việc thị trường tiếp tục giảm sâu đến điểm huề vốn hoặc thậm chí là sẽ bị lỗ các bạn biết đấy ở bất kỳ mức giá nào cũng đều sẽ có những nhà đầu tư như vậy những người đã mua từ mức giá rất thấp thì vẫn còn lời nhiều những người mua ở mức giá cao hơn thì có lời ít hơn. Còn những người vừa mới mua ngay sau khi nến xác nhận giảm hình thành thì đã ở vị thế lỗ. Vậy các bạn hỏi tôi vì sao đã có tín hiệu đảo chiều mà vẫn có người mua ư? Các bạn đừng nghĩ họ là những nhà đầu tư kém cỏi, vì đó là cuộc chơi. Vì trước đó thị trường đang tăng rất mạnh, tạo ra tâm lý hưng phấn cho các nhà đầu tư, trong tình trạng đó, họ chỉ cần chờ giá điều chỉnh, nghĩa là đã có cơ hội để mua điều này các bạn sẽ cảm nhận rất chân thực khi các bạn tham gia thị trường các bạn sẽ không thể khống chế được lòng tham trong tâm lý hưng phấn ở đây có hai luồng tâm lý trái ngược tâm lý hoảng loạn của người đang nắm giữ cổ phiếu sợ thị trường lao dốc và tâm lý hưng phấn của các nhà đầu tư chưa nắm giữ cổ phiếu sợ giá đảo chiều tăng trở lại sẽ mất cơ hội để mua vào các bạn phải nhớ kỹ và phân biệt tâm lý của hai nhóm nhà đầu tư này là hoàn toàn khác nhau nhé sự rằng co này của các nhóm nhà đầu tư diễn ra rất quyết liệt cho đến khi kết thúc phiên với phần thắng nhỉnh hơn một chút cho bên mua và tạo ra mô hình nến cây búa ở phiên đấu giá tiếp theo các nhà đầu tư chưa nắm giữ cổ phiếu đang trên đà hưng phấn lại có quyết tâm cao hơn nên đặt mua một mức giá cao hơn mức giá đóng cửa của phiên hôm qua khiến cho sự hưng phấn tăng lên tụt độ và các nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu đã nhìn thấy cơ hội tốt để bán ra cổ phiếu của mình ở mức giá cao hơn. Tình trạng này cứ tiếp diễn làm cho thị trường đảo chiều tăng trở lại. Tôi xin nói thêm, ngoài tâm lý hoảng loạn và hưng phấn, còn có một loại hình tâm lý thứ ba, đó là tâm lý lưỡng lự. Các nhà đầu tư có tâm lý lưỡng lự sẽ chưa vội bán ra khi giá xuống hoặc chưa vội mua vào khi giá lên, vì họ cho rằng tín hiệu là chưa rõ ràng và chưa cần hành động. Điều này lý giải vì sao thị trường đã giảm rất mạnh vẫn còn có người chưa bán hay giá đã tăng rất mạnh rồi mà vẫn có người mua vào vì họ lưỡng lự cần chờ xu hướng rõ ràng mới hành động các bạn có nghĩ rằng những điều tôi nói là quá rông dài và vô ích không người xưa có câu biết địch biết ta trăm trận trăm thắng nếu các bạn không hiểu về tâm lý thị trường các bạn sẽ không hiểu vì sao xu hướng nó lại diễn biến như vậy sẽ không phán đoán được xu hướng tiếp theo sẽ như thế nào sẽ không thể đưa ra quyết định hành động ở thời điểm nào là hợp lý để tạo ra lợi nhuận tối ưu nhất. Nếu các bạn chịu khó học hết, học thật kỹ và thực hành thật nhuần nhuyễn những gì tôi chia sẻ ở đây, tôi chắc chắn rằng các bạn đã hơn 70% các nhà đầu tư ở ngoài kia rồi đấy. 30% còn lại phụ thuộc vào tâm lý của các bạn và nguồn vốn các bạn dùng để đầu tư. Những điều này tôi sẽ giải thích cho các bạn kỹ hơn ở phần chuyên sâu nhé. Cách sử dụng mô hình nến cây búa trong giao dịch. Mô hình nến cây búa được xem là một tín hiệu đảo chiều tiềm năng. Nếu sau một chuỗi các nến giảm giá, chúng ta thấy một cây búa, đó có thể là dấu hiệu rằng giá có thể sẽ đảo chiều tăng trong tương lai gần. Tuy nhiên, như với bất kỳ mô hình nến nào, chúng ta cần xác nhận thông qua các tín hiệu và xác nhận khác nhau để đưa ra quyết định giao dịch chính xác. Được rồi, bài học hôm nay đến đây thôi. Các bạn đừng quên subscribe kênh để theo dõi những bài học tiếp theo nhé. Nếu có gì không hiểu, các bạn hãy để lại comment phía bên dưới để được tôi giải đáp. Hãy like share kênh vì cộng đồng các bạn nhé.